Hello, xin chào các bạn. Trong clip này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là các bạn dạy tiểu học, một số thủ thuật để chúng ta download các file video clip trên YouTube về. Thông thường thì các bạn sử dụng cái trình duyệt cốc cốc để chúng ta download các file video có sẵn trên YouTube. Nhưng đôi khi có một số video clip nó không cho chúng ta load về. Ở đây tôi phát hiện một cái trang là English Xinh Xinh. Đây là toàn những cái video clip rất là hay dành cho trẻ em, được phân loại theo chủ đề. Ví dụ như chúng ta gặp có những cái bài hội thoại ngắn hoặc là những cái video clip ngắn mà chúng ta muốn sử dụng để dạy cho các em nhỏ, thì chúng ta hãy chọn theo chủ đề và chúng ta coi cái nào phù hợp để chúng ta lấy về. Ví dụ như tôi thích cái bài này, tôi cần dạy cái bài này. Vì tôi thích tìm một cái bài về cái animal sound và tôi chọn được một bài trong xinh xinh. Và cái bài này thì tôi không có thể nào load được trên cái trình duyệt cấp cấp của tôi. Thế là tôi sẽ làm như sau. Các bạn nhìn vào kênh youtube.com ở đây. Ta click chuột vào sau chữ YouTube, đánh thêm chữ X và số 2. Sau đó nhấn Enter. Lúc này một cái chương trình mặc định nó sẽ chuyển đổi cái file video của chúng ta. Chuyển đổi file video của chúng ta sang cái dạng để download dễ dàng. Và nó cho ra các dạng như là video MP4 theo cái chất lượng cao nhất và thấp nhất. Ở đây thường tôi chọn cái chất lượng cao nhất. Và tôi click trái vào đây. Để tôi load file về. Đôi khi có một cửa sổ xuất hiện như thế này. English Một cửa Sing sổ nhỏ xuất hiện và cái clip mà tôi muốn coi. Sau đó chúng ta có dấu ba chấm ở phía góc phải dưới, chúng ta click trái vào đây và click vào trái và download để tải cái file về. Lúc này file có mặc định là video playback MP4. Chúng ta có thể quay lại cửa sổ của trang trước. Ở đây có một số cái video tương tự trong cái list đó. Nếu các bạn thấy chúng ta cần download về, chúng ta khỏi cần làm bước đầu nữa, chúng ta chỉ cần chọn cái nào chúng ta thích và chúng ta click vào đây. Thế là chúng ta sẽ có được một cái, nó sẽ chuyển ra cái video tương tự để chúng ta load. Nếu không chúng ta trở về đầu và chúng ta chọn lại cái clip là chúng ta cần. Thì đây cũng có rất khá nhiều bài hay, thì tùy vào mục tiêu sử dụng của chúng ta mà chúng ta load về. Ví dụ như có bài weather chẳng hạn. English Sing Để load về tôi chỉ cần click chuột trái vào chỗ thanh cái địa chỉ. Chọn chỗ nằm sau chữ YouTube. Nhấn chữ X2. Các bạn lưu ý là nhấn trước dấu chấm ha. Rồi nhấn Enter. Lúc này chúng ta chờ cho cái video nó chuyển đổi. Và chúng ta chọn file MP4 có chất lượng cao nhất. Chọn download. Một cửa sổ mới xuất hiện cái clip ở đây. Ta chọn dấu ba chấm và load về. Bằng cách này thì chúng ta có thể load được các file video clip trên YouTube mà không cần cài thêm bất cứ phần mềm nào cũng như bất kỳ trình duyệt nào chúng ta cũng load về được. Sau khi load về xong, chúng ta sử dụng cái phần mềm Windows Movie Maker hoặc là phần mềm Format Factory để cắt lại cái file video clip theo cái mong muốn của mình. Các bạn lưu ý là khi file video load về, nó sẽ mặc định nằm trong cái thư mục download trên máy tính của mình. Và cái file đầu tiên mình load nó có tên là video playback. File thứ hai trở về sau nó sẽ thêm số 1, số 2, số 3 vân vân và những cái file kế tiếp. Khi chúng ta hát lại thì chúng ta sẽ đặt tên. Và để cắt ghép các file video này chúng ta dùng cái phần mềm Movie Maker hoặc là Format Factory để cắt nó lại cho phù hợp với mục tiêu sử dụng của mình.